Ưng Ji Vivic, nữ idol xấu nhất lịch sử K-pop gây sốc visual khi đứng cạnh mỹ nhân nhóm EVE. Từng bị chê bai thậm tệ về ngoại hình nhưng nhờ nỗ lực, Ưng Ji ngày càng lột xác trở nên xinh đẹp khiến cư dân mạng phải quay xe. Giữa năm 2021, netizen đã sốc tận óc khi thông tin G-Friend đã chính thức tan rã. Việc thông báo ngừng hoạt động khiến cho đông đảo K-pop fan đều bất ngờ vì G-Friend được xem là một trong những girl group có chỗ đứng trong làng nhạc K-pop. Trong khi những thành viên như Jerry, Juju và Suwon đã tìm được ngôi nhà mới, người thì phát triển ở lĩnh vực diễn xuất, người bắt đầu chú trọng vào hoạt động solo, thì ba thành viên gồm Shin, Ji và Eunha chọn gia nhập Big Planet Mike. Đây là công ty giải trí còn khá non trẻ. Trước đó, một nghệ sĩ nữ nổi tiếng khác cũng đầu quân cho Big Planet Mike chính là Soju, cựu thành viên Sista. Dưới mái nhà mới này, Eunha, Simbi và Ji đã cùng nhau tái debut với tư cách là nhóm nữ ba thành viên có tên gọi là Vivid. Ngày 20 tháng 2, nhóm nữ tân binh Vivid lần đầu tiên trình diễn ca khúc debut Pop Pop trên sân khấu sau âm nhạc Inkigazo. Bộ ba thành viên G-Friend gây ấn tượng mạnh với outfit tông hồng trắng, khoe trọn nhan sắc lung linh và trẻ trung không hề kém cạnh đàn em Gen Z. Đặc biệt, khoảnh khắc Vivid đứng chung khung hình với MC An Jujin EVE trong màn phỏng vấn khiến mạng xã hội như bùng nổ. Không ít người bất ngờ vì visual của bốn cô gái hòa hợp như thể một nhóm nữ có bốn thành viên. Trong số bốn nữ idol, em út Ji của Vivid nhận được nhiều lời khen ngợi nhất về nhan sắc. Cô nàng diện váy hồng, tóc buông xõa đơn giản nhưng vẫn cướp hết mọi spotlight trên sân khấu. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, Jujin là một trong những mỹ nhân nổi bật của EVE, được Kainet công nhận thuộc top đầu visual Gen 4 nhưng không thể đè bẹp được Ji khi đứng chung khung hình. Còn nhớ thời mới debut, Ji từng bị Kainet ác miệng chê bai là nữ idol xấu nhất lịch sử K-pop. Cô nàng có ngoại hình khá tròn trịa, má bánh bao, thân hình hơi nặng nề kém sắc. Tuy tài năng ổn định đủ để bù đắp cho thiếu sót về nhan sắc, Ji vẫn kém tự tin thấy rõ mỗi khi lên sân khấu. Cô nàng nhiều lần bị bắt gặp cúi gặp mặt hoặc đắp sau lưng các chị để tránh việc lên hình. Tuy nhiên, nhờ giảm cân cực lực và biết chăm chút ngoại hình sau khi debut, Ji dần lột xác thành mỹ nhân có phong thái sang chảnh như quý tộc. Body của nữ idol sau 7 năm ra mắt đã đạt chuẩn mình hạt sương mai. Đứng cạnh những thành viên thon thả như Shinbi, Eunha cũng không bị lép vế. VNet tự hỏi không biết netizen Hàn Quốc có thấy nghiệp cuộc tơi bời chưa khi năm xưa ác miệng chê bai Ji xấu xí nhiều như thế. Chia sẻ về việc giảm cân, Ji cho biết, so với hồi em nặng nhất thì bây giờ em đã giảm được khoảng 8-9kg. Mọi người đều nói em xinh đẹp hơn khi xưa và đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh của em bây giờ. Ngoài ra, Ji cũng chia sẻ bí kíp giúp cô giảm cân và duy trì cân nặng mong muốn. Cô luôn cố gắng tập thể dục ít nhất một lần một ngày với các bài tập cụ thể do huấn luyện viên hướng dẫn. Những bài tập của Ji sẽ tập trung vào việc giảm mỡ tăng cơ, đặc biệt là cho phần bụng và eo để tạo cơ. Với chế độ ăn trước đây, nữ ca sĩ từng thử nhịn ăn nhưng không đem lại hiệu quả. Em từng nghĩ rằng nhịn ăn sẽ giúp giảm cân nhanh nhưng thực ra khi đói sẽ dễ khiến em ăn nhiều hơn. Vì vậy giờ nếu đói thì em sẽ ăn một chút snack nhẹ, các loại hạt khô, việc nhai một chút sẽ tạo cảm giác ít đói hơn. Vì lẽ đó, Ji thường mang theo một chiếc túi nhỏ có chứa trà hoa quả, các món ăn healthy. Cô còn thường uống trà vỏ quýt, trà hoa quả để bổ sung vitamin và kiểm soát sự thèm ăn. Thực tế, các idol K-pop luôn phải cố gắng duy trì hình ảnh hoàn hảo và vóc dáng thon thả để ghi điểm trước công chúng. Nhiều ngôi sao từng hé lộ về cách tập luyện và thực đơn giảm cân khắc nghiệt mà họ áp dụng. IU từng chia sẻ trong chương trình radio Non-Song of Hope, MBS FM For You năm 2013 rằng cô chỉ ăn một quả táo cho bữa sáng, bữa trưa gồm hai củ khoai hoặc chuối và một ly thức uống protein. Ngoài ra, IU còn tập workout vào cuối ngày với khoảng 1 tiếng, leo cầu thang, chống đẩy và giãn cơ. Suzy lại thực hiện chế độ ăn kiêng time limit, không ăn bất cứ thứ gì sau 6 giờ tối. Vào bữa sáng, cô ăn một miếng ức gà, khoai lang và một cốc sữa, trưa ăn gạo lứt và salad, tối ăn khoai lang. Sehun từng chia sẻ cô chỉ được phép ăn khoai lang, ức gà và trứng luộc. Ngoài ra còn thường xuyên tập squat để tạo cơ bụng.